Xin chào toàn thể anh em đồng bóng thân thương đã theo dõi Cảm Show. Trước khi bắt đầu video này thì mình cũng xin thay mặt toàn bộ ekip của Cảm cảm ơn Thanh Hùng Fossil đã luôn đồng hành cùng với Cảm. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau trong chuyên mục Giờ Ra Sao, và chúng ta ở đây để nói về David Trezeguet, người hùng của đội tuyển Pháp tại Euro 2000 với một cú volley kinh điển vào lưới của Italia, và đó là bàn thắng vàng. Bàn thắng đó giúp cho Pháp hoàn tất được cú đúp danh hiệu, hai danh hiệu cao quý nhất của họ trong khoảng thời gian từ năm 98 đến 2000, đó là chức vô địch thế giới và chức vô địch châu Âu. Và đến năm 2006 thì David Trezeguet cũng đã phải trả lại cái món nợ đó trước người Ý, khi mà anh là cái người xuất hỏng qua penalty duy nhất ở trong loạt đá năm 2006 của đội tuyển Pháp và giúp cho Ý lên ngôi vô địch một cách đầy bất ngờ ở giai đoạn đó. Vậy thì mình lấy cột mốc từ năm 2000 đi nha, từ cái lúc mà David Trezeguet ghi bàn thắng vàng đó cho đến thời điểm này là hơn 20 năm. Vậy sau hơn 20 năm thì cựu tiền đạo người Pháp giờ ra sao? Nhắc đến David Trezeguet, người ta sẽ nghĩ ngay đến pha volley vào lưới của Francesco Tondo, bàn thắng vàng giúp Pháp đánh bại Italia, qua đó có lần thứ hai đăng quang Euro 2000 kể từ lần đầu tiên vào năm 1984. Đây cũng là giải đấu mà những chú gà trống cổ loa, dù không thể uy sức mạnh với những chiến thắng hủy diệt, nhưng họ lại cho thấy được bản lĩnh của một đội bóng lớn. Cùng với đó là kinh nghiệm trận mạc của những Zidane, Henry, đều là những ngôi sao lớn của đàn túc cầu thời điểm đó. Bản lĩnh đó được thể hiện rõ nhất ở pha kết thúc của David Trezeguet, hoàn thành cuộc lội ngược dòng với tỷ số 2-1 đầy cảm xúc. Và mọi chuyện cũng không có gì đáng nói khi tiền đạo sinh năm 77 luôn để lại câu hỏi cho người Ý rằng liệu anh có phải là vị cứu tinh hay ác quỷ của quốc gia này, khi bên cạnh việc trực tiếp giết chết chân mờ sự vương châu Âu của đội bóng thiên thanh, Trezeguet là người trực tiếp kéo cả nền bóng đá Ý đi lên kể từ sau Calciopoli năm 2006. Lọt vào bảng D Euro 2000 được cho là gồm những đối thủ tuy được đánh giá không cao, nhưng họ đều là những đội tuyển đủ sức tạo bất ngờ. Đó là Hà Lan, cũng là nước chủ nhà của Euro 2000, Cộng hòa Séc và Đan Mạch, nhọc nhằn vượt qua vòng loại với vị trí thứ hai khi chỉ giành được 6 điểm, trong khi đó đội chủ nhà Hà Lan lại có màn thị uy sức mạnh với 3 chiến thắng tuyệt đối, qua đó chiếm về vị trí đỉnh của bảng D. Tuy nhiên, với trình độ cũng như kinh nghiệm của mình, đội bóng của huấn luyện viên Roger Lema lần lượt đánh bại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha trước khi bước vào trận chung kết gặp Ý, đội bóng đã khuất phục được chủ nhà Hà Lan ở loạt đấu súng cân não tại bán kết. Ngày 2 tháng 7, 20 năm về trước, mọi con mắt của các tín đồ bóng đá đều đổ dồn về trận đấu cuối cùng của kỳ Euro đầu tiên của thế kỷ 21. Sân vận động The Kuip, thành phố Rotterdam hôm đó, tạm thời không phải là của câu lạc bộ màu da cam nữa, mà thay vào đó là hai tông màu, xanh dương đậm và xanh dương nhạt, tượng trưng cho hai màu áo của Pháp và Italia. Tuy nhiên, trái với sự kỳ vọng, một trận cầu nảy lửa suốt 90 phút, cuộc đối đầu chỉ thực sự trở nên nóng bỏng trong hiệp 2. Cụ thể là sau bàn thắng mở tỷ số bên phía đội tuyển Thiên Thanh do công của Del Vecchio ở phút 55. Trận đấu kể từ phút đó cũng nóng hơn trông thấy khi những chú gà trống cổ loa quyết định trèo lên tấn công tìm màn gỡ. Mọi nỗ lực của họ cũng được đền đáp ở phút 90+3 khi Sven Vitor có bàn thắng muộn màng đưa trận đấu về lại và xuất phát, trước khi vào volley thần sâu vào nóc lưới của David Trezeguet chính thức kéo đội tuyển của mình lên thiên đàng từ cõi chết. Để rồi sau này, hai cái tên Trezeguet được nhắc đến, người ta sẽ nhớ ngay cú volley vàng vào lưới của Hà Lan. Sau bàn thắng vàng tại chung kết Euro 2000, tiền đạo sinh năm 77 lại chuyển qua thi đấu cho một câu lạc bộ tại xứ sở mì ống, cụ thể là Juventus, trị giá hơn 20 triệu euro vào tháng 7 năm 2000. Điều đó khiến Trezeguet nhận được không ít sự dè biểu từ người dân Ý, khi chính anh là người chấm dứt chân mơ lên đỉnh châu Âu của họ. Có thể nói là Trezeguet đã chịu rất nhiều áp lực kể từ khi quyết định tiếp tục sự nghiệp cầu thủ của mình tại thành Turin. Tuy nhiên, đối với bản chất hiền lành và ít nói của mình, Trezeguet chưa bao giờ lên tiếng chống lại những tifosi, thay vào đó là chứng minh bằng những hành động cụ thể trên sân cỏ. David Trezeguet chính là người góp công lớn đem về chiếc Scudetto đầu tiên của thế kỷ 21 về phòng truyền thống với 24 bàn thắng trong 34 trận ra sân của mùa giải 2001-2002. Và dù không có số lần ra sân nhiều cũng như số bàn thắng đầu ra cũng suy giảm hơn so với mùa trước, nhưng 9 bàn sau 17 trận cũng góp công không nhỏ vào chiến tích vô địch 2 năm liên tiếp của Juventus. Tuy nhiên, năm 2006, người ta mới có thể cảm nhận được tình yêu mà Trezeguet dành cho đất nước hình chiếc ủng, cả theo cách khách quan và chủ quan. Ở trận chung kết World Cup năm đó diễn ra ở Đức là màn tái đấu giữa Pháp và Italia. Điều đó vô thức làm cho người ta gợi nhớ lại trận chung kết Euro 6 năm về trước. Và đương nhiên, Trezeguet chính là một trong những cái tên thu hút nhiều sự chú ý ngày hôm đó, bên cả Zidane và Materazzi. Trận đấu kết thúc với kết quả bất phân thắng bại và buộc cả hai phải bước vào loạt đấu súng cân não. Và trớ trêu thay, lần này David Trezeguet lại làm người hùng cho nước Ý khi là người duy nhất bị Philip Lahm thực hiện không thành công quả đá của mình, trong khi đối thủ hoàn thành cả 5 lần sút,
qua đó hoàn tất màn trả thù 6 năm về trước. Và màn trả thù này buồn cười thay khi chính tiền đạo của Juventus lại làm nhân vật chính. Bên cạnh tình yêu miễn cưỡng được thể hiện qua cú sút chạm xà ngang, David Trezeguet trong cùng năm đó đã thể hiện được tình yêu dành cho đất nước hình chiếc ủng bằng một hành động vô cùng cao cả, đó là anh chấp nhận ở lại Juventus để tiếp tục chơi Serie B, giải đấu thứ hai của nước Ý sau Calciopoli. Scandal này tới thời điểm hiện tại vẫn được xem là một trong những vụ dàn xếp tỷ số lớn nhất lịch sử bóng đá. Hình phạt cho Juventus là họ bị đẩy xuống Serie B và đương nhiên là không đủ điều kiện để tham gia bất kỳ một giải đấu châu lục nào trong năm đó. Hậu quả sau khi Calciopoli được đem ra ánh sáng quả thực là vô cùng nặng nề, khi rất nhiều hảo thủ của đội chủ sân Juventus Arena quyết định nhấc áo ra đi và tìm kiếm cho mình những bến đỗ mới. Nhưng chính nhờ điều này mà người hâm mộ lại thấy được tình yêu mà Trezeguet dành cho Bianconeri là lớn đến nhường nào, khi anh cùng với bốn công thần khác là Del Piero, Buffon, Camunarezzi và Neves, năm ngôi sao cùng với đầu tàu là Del Piero, đã một tay kéo cả tập thể Juventus lên giải đấu cao nhất xứ Mỹ ống. Trong đó, tiền đạo người Pháp góp công với 15 bàn thắng trong 31 trận đấu. Bản hợp đồng gia hạn đến năm 2011 chính là phần thưởng xứng đáng cho những công lao to lớn mà David Trezeguet đã làm cho đội bóng sọc trắng đen. Tuy nhiên, mùa giải đầu tiên trở lại Serie A không mấy suôn sẻ khi Juventus hoàn toàn lép vế trước sức mạnh khủng khiếp của Inter và AS Roma. Áp lực trở lại đỉnh cao sớm nhất có thể đã ép ban lãnh đạo phải có một cuộc cải tổ trên diện rộng, bắt đầu từ những cầu thủ ngoài 30. Ngoài trừ thủ thành Buffon là không có trong danh sách cần phải thanh lý. Dù thi đấu xuất sắc với 20 lần chọc thủng lưới đối phương sau 36 trận, thế nhưng tiền đạo người Pháp vẫn không thể thoát khỏi danh sách thanh trừng của giới thượng tầng Bianconeri. David Trezeguet ngắm ngôi chiếc tế nước Ý vào năm 2010. Bên cạnh tình yêu dành cho xứ sở Mỹ ống, Trezeguet cũng từng công khai vào năm 2012 rằng bản thân là người có một trái tim Argentina, khi anh không ngần ngại chuyển đến River Plate, một câu lạc bộ của Argentina và cũng là điểm dừng chân tiếp theo trong sự nghiệp của cầu thủ người Pháp sau khi có một mùa giải không mấy thành công ở La Liga trong áo của Hercules và 3 trận đấu nhàn hạ cho câu lạc bộ Banias của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. David Trezeguet đến Nam Mỹ nhằm kéo River Plate ra khỏi khủng hoảng sau khi bất ngờ xuống hạng ở mùa bóng 21-22, bất chấp việc tiền đạo người Pháp chỉ nhận mức thù lao rất thấp, 350.000 bảng một năm. Quả thực vậy, sự xuất hiện của David Trezeguet đã hàn gắn lại vết thương của biết bao cổ động viên River Plate. Những màn trình diễn dưới bàn thắng của Trezeguet từ từ kéo đại diện Argentina trở lại với vị thế ông hoàng bóng đá xứ Tango, điều mà họ thường xuyên làm được khi Trezeguet còn là con nhóc 17 tuổi chập chững dấn thân vào bóng đá chuyên nghiệp. Khoảnh khắc Trezeguet bật khóc khi biết đội của mình đã có tấm vé thăng hạng sau chiến thắng 2-0 trước Almirante Brown đã đủ nói lên tình cảm to lớn mà anh dành cho đội bóng này. Tuy chỉ có 2 năm ngắn ngủi gắn bó với đội chủ sân Estadio Monumental, nhưng chừng đó cũng là đủ để những cổ động viên ghi nhớ David Trezeguet với tư cách là một huyền thoại của đội bóng. Cuộc phiêu lưu với New Wales Old Boys và sau đó là Pune City ở giải vô địch quốc gia Ấn Độ cũng là nét chấm phá cuối cùng cho sự nghiệp quần đùi áo số của Trezeguet trước khi anh giải nghệ vào năm 2015. Đời sống hôn nhân của cựu tuyển thủ người Pháp được cho là không mấy suôn sẻ khi anh đã chia tay với Patrice Villalba vào năm 2012, người luôn theo sát bước chân của Trezeguet tại các giải đấu cấp đội tuyển. Lý do được cho rằng cô không chấp nhận việc Trezeguet rời châu Âu để đến Argentina chơi bóng. Dù đã có một số tin đồn cho rằng Trezeguet cặp kè với người đẹp Virginia Gallardo sau khi chia tay với vợ, nhưng tiền đạo sinh năm 77 vẫn không xác nhận và cũng chưa bao giờ xuất hiện công khai bên cạnh Gallardo. Cho đến năm 2014, tiền đạo người Pháp mới ghi một bàn thắng quan trọng khi công khai với người đẹp Belen Cosimo khi cảnh báo giới trông thấy anh có những hành động tình tứ với người đẹp người Argentina và không lảng tránh trước cái tay săn ảnh. Bàn thắng cách đây 20 năm thực sự đã thay đổi sự nghiệp của David Trezeguet khá nhiều. Một tình yêu mãnh liệt dành cho nước Ý có lẽ cũng chớm nở từ bàn thắng vàng đó. Những khoảnh khắc ăn mừng khi Juventus trở lại Serie A hay những giọt nước mắt khi River Plate thăng hạng là quá đủ để chúng ta dành những lời trân trọng cho tình yêu mà David Trezeguet đã dành cho hai quốc gia đặc biệt này. Cùng với đó là kỹ năng chuyên môn để sánh ngang với những huyền thoại bóng đá.